Đó các bạn, thì bây giờ mình đang đứng ở quảng trường này, cái nơi mà diễn văn nghệ và tổ chức cái lễ á. Các bạn thấy ngay chỗ cái trụ đèn không? Cái trụ cờ nè, là mấy anh dân quân bốn anh đứng ở đây bảo vệ và những người mà đã set up sự kiện á. Thì nãy giờ mình đếm chắc cũng phải mười mấy hai chục người dân quân tự vệ á, người ta đứng để quản lý bảo vệ ở đây nha. Rồi bây giờ là đang duyệt trước các bạn, duyệt trước những tiết mục văn nghệ. Nãy giờ mình thấy là có nhiều người tới, người ta duyệt trước vài cái tiết mục rồi, bây giờ đang mở nhạc thôi, đang thử loa. Đó, dân người ta cũng tới một vài số là tới rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây mình quay tí cho bạn xem nha. Quay lát nữa người ta duyệt á, quay lại cho bạn xem vài tiết mục chơi. Rồi đây là một tiết mục duyệt nè, bây giờ mình sẽ quay lại cho bạn xem nè. Nãy giờ mấy tiết mục rồi, bây giờ là một cậu bé nè. Để mình lại quay chơi. Bởi dân ca tha thiết đậm đà, người xa quê nghe bởi dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa, nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bên than hồng mẹ nấu bánh trưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương vườn câu luống rau, cầu dân ca giao thừa nghe thương nhớ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hết nữa đi em ơi. Đó các bạn thấy không? Đây là chỗ bàn ghế cho người ta ngồi nè.